looking for your life, cause that's time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time is here. Rồi, hello, chào tất cả anh em ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Mỹ Mô Tô các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là con Sachia nha các bạn. 99 nha anh em. Đó, chiếc này thì có đề nha các bạn. Đó, đề. Xe thì hải quan chính ngạch nha anh em. Đây, để mình đề cho anh em nghe ha. Đó. Cái địa chỉ ở đây là 40 Ngô Sĩ Liên, Hưng Lợi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Đó, các bạn nào có nhu cầu thì mình cứ đến đây ha. Giá 160 mấy triệu nha các bạn. Sachia 99. Xe này dọn zin nha các bạn, hải quan chính ngạch. Có đề. Đề. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, thì ở trong tiệm ảnh cũng còn rất là nhiều cái dòng xe nha anh em. Đây, đây thì cái chiếc này thì cũng tựa như cái chiếc ở ngoài hồi nãy anh mới quay đó các bạn, xe chia 99 luôn ha. Chiếc này thì cũng đề nha anh em, nhưng mà chiếc này không có côn tay nha các bạn, số tự động ha. Giá 188x nha các bạn. 180 mấy triệu anh em ơi. Đây. Có cục đời nha anh em. Ủa cái này chìa khóa đâu em? Dạ, cái này sao đi á. À đây. Lấy chìa khóa mình đề cho anh em nghe ha. Xe này là nguyên cây đầu zin luôn nha các bạn. Đó, này là số tự động luôn nha các bạn, không có cái da ha. Giá là 180 mấy triệu các bạn. Đó, có nói rồi ha. Rồi qua đây có cái dòng Sachia đó các bạn, 206 đầu 82 hải quan thanh lý hải quan nha các bạn. Đó, một con thanh lý hải quan và một con hải quan chính ngạch nha anh em. Hai chiếc này clip trước mình cũng có quay rồi đó các bạn, thì hôm nay mình sẽ lướt lại, mình báo giá lại cho anh em ha. Anh em nào chưa coi clip trước thì xem cái clip này ha. Đó,
Chiếc này thì dọn zin nha anh em, nguyên cây đầu zin luôn ha. Đó, giá là 200 lẻ nha anh em. Xe full mới luôn nha các bạn, rất mới bóng. Kế bên là cũng 206 luôn nha các bạn. Xe này thì hải quan chính ngạch nha anh em, máy zin luôn ha. Dọn full đầu zin luôn, nguyên cây đầu zin luôn. Zin hơn con bên đây nha các bạn. Nói chung là máy nó ngon hơn. Đó, giá là 300 lẻ nha các bạn. Đó, kế bên là xì bo 99. Lên áo xe chia nè các bạn. Dọn zin giá 190 mấy triệu nha anh em. Đó, ngoài này thì có niêm giá này các bạn, xì 98 nha. Đó, này hải quan chính ngạch nha các bạn, dọn zin giá 180 mấy triệu. Rồi, kế bên đây luôn nha anh em. Con này thì xì bo 99, hải quan chính ngạch luôn các bạn, dọn zin luôn, giá 190 mấy triệu luôn nha anh em. Vô trong đây cũng rồi nha anh em. Ủa em đang làm gì vậy? Em đang làm gì vậy? Nãy thấy nó lai đồ nè, rồi giờ mình rồi vô lại đồ đúng đồ đó. Tại nó đi cái đèn 2000. Đi cái đèn 2000 ha. Mình đi lại cái đèn 99 zin. Vô nó đúng đồ luôn, tại này nguyên cây đồ zin. Còn màu áo chỗ em dễ rồi. Cái này gì? Dạ. Cũng như khách không có muốn cái màu áo này thì mình có thể đổi được ha. Đúng rồi. Đổi mình có tính phí không? Không, cái này mình thay đổi dùng phí. Đó, cái anh em cũng nghe. Anh em nào mà thích không thích. Anh cứ quay đó. Đây có đủ màu vậy đó. Không thích cái màu này thì anh em có thể đổi màu khác nha các bạn. Đó, vẫn đổi cho anh em luôn. Thì cái đó thì đổi thì anh em sai theo giấy tờ thì công an nó kêu lại thì nó ra thì phạt anh em tiền vài trăm ha. Anh em nào chịu chơi. Hả? Là lúc anh đăng ký anh là lựa màu luôn. Ý là hải quan này là mình đăng ký mình lựa màu trước ha. Mình được phép đăng ký màu theo ý thích. Rồi. Đó là vậy là mình nhầm cái chiếc thanh lý ha. Đúng rồi, thanh lý là mình phải theo hiện trạng của ban đầu. Còn cái hải quan là khác ha. Hải quan là anh em muốn chọn màu nào thì mình làm hồ sơ mình ghi vô cái màu đó là mình chạy bình thường nha các bạn. Còn thanh lý thì không được ha. Thì đây nè anh em, rất là nhiều luôn nha các bạn. Nói vàng áo nè, rất là nhiều các cái phụ tùng nha các bạn. Các bạn nào mà như là xe căm mâm á, anh em muốn căm đũa thì ảnh cũng vẫn đổi cho anh em ha. Đó, anh em có căm đũa thì đổi anh em thích căm mâm thì cũng đổi cho anh em luôn, cũng có luôn, rất là nhiều luôn nha các bạn. Đồ đạc này em bao đổi miễn phí. Đổi miễn phí luôn ha. Đó là phần bên ngoài. Cái chiếc này sao em? Chiếc này là như thế nào? Nó là nguyên cây đầu zin luôn á, sườn lốp zin máy chưa trẻ. 120 là sao? Thì 3.2 là 98. Đời 98 luôn. 120. Chiếc này nguyên cây đầu zin luôn em. Đúng rồi. Nguyên cây đầu zin luôn nha các bạn. Máy móc rồi chưa có dọn gì hết nha các bạn. Còn cái màu sơn luôn ha. Cái sơn nó còn chạy nè anh em. Đó anh em thấy không? Cái cặp phuộc này là zin luôn ha em, phải không? Đúng rồi. Đó, phuộc zin này nó có cái ngạnh này đưa ha. Cái mâm này, cái dàn niền này là zin luôn hả gì em? Zin không? Cái niền
thằng này 98 của xe xe này luôn á. Nó là 98 là đi thằng này 98 kia luôn á. Ờ, thằng Lan 98 luôn em. Sao mình phân đặc biệt được ta? Sao mình giờ em đâu biết. Chai dành chỗ này nè. Đây là tại vì mua về mình thấy dọn đúng đời đó. Đó, thằng Lan 98 để nè, tháng 12 năm 98 nè. Với lại là em cũng có bên đây nè, cũng sưu tập mấy thằng Lan. Dù đời nào là 98 nè các bạn. 98 nè. Đúng rồi, tháng 12 năm 98. Nó thằng Lan. Nó ra cái vỏ xe vậy đó. Nó cũng có cái ngày sản xuất vậy đó. Ờ. Ngày nào sản xuất là nó để nó... Nguyên cây đầu riêng luôn nha các bạn. Xe này chắc cao à. Giá bao nhiêu em? 200 ngoài. Tối nay em đăng cho. Xe này tối nay em đăng. Ờ, 200 ngoài nha các bạn. Tí này là em quay phim nữa. Đó, 200 ngoài nha anh em. Em nó đang thay cái đầu đèn cho nó đúng theo xe. Đấy là đi cản 2000. À. Rồi em mới vô lại cản này đó. Đi cho nó đúng luôn. Chơi mấy cái nhỏ nhỏ mình không quan tâm tới rồi, mấy cái lớn mình cũng không quan tâm. Ừ. Mình coi chăm chút từng lặt vặt gì đó nè. Vô lại cản ga. Vô lại cản này ha. Cái cản ga mình chạy thấy để ý nè. Cái nó không có nước sơn, nó chỉ có cái cánh mà xanh đỏ thôi. Dạ. Yeah. Giá này thì em cũng có bán mấy cản này nè. Phụ tùng pin nè, này thì khoảng 2 triệu. 2 triệu nè, cản nè. Cản 2 triệu. Cản gam nha các bạn. Cản gam 99 nha anh em. Này nó không có cái màu sơn nha các bạn. Đó. Nó không có cái màu sơn, nó là gam luôn. Y như bu gam ấy ha. Đó rồi mình xem con Z này luôn đi. Da Z này là thanh lý ha em. Đúng rồi. Thanh lý chính chủ. Thanh lý chính chủ nha các bạn. Cái này muốn sang tên đâu được không em? Cái này thì sang tên thì nói chung là em bán quỷ quyện mà. Còn sang tên anh em có quen cò lái thì cứ về thì cứ nhập bình. Anh em nào có quen cò lái thì mình cứ rút nhập ha anh em. Thì các cái dòng mà thanh lý thì ảnh quỷ quyền cho anh em là chạy toàn quốc nha các bạn. Giá con này là 160 mấy triệu ha. Đó, 160 mấy triệu nha các bạn. Xe rất mới luôn nha các bạn ơi. Đó là dàn áo ghim luôn á. Ừ, dàn áo ghim luôn ha. Dạ, dàn áo ghim rồi sườn góc ghim chưa sơn luôn. Quá bóng luôn các bạn. Mới còn mới ha. Thanh lý các bạn, thanh lý là giá 160 mấy triệu nha các bạn. Thì cửa hàng của Quảng ở đây thì anh em cứ yên tâm ha. Một lên một em, phải không? Dạ đúng rồi. Bán lúc nào có bao xe. Nó bao xe anh em là một lên một nha anh em. Thằng em làm ở đây cũng hơi lâu rồi ha. Nè, đó, ủa, em nó cũng gần lắm. Đó, anh em coi đồ ghim này, chỗ này mình có chữ xung đây nè. Đồ ghim thôi. Dạ, đó, nguyên bộ, nó có chữ xung đây. Còn cản nó đi thì thường đi cản này. Hồi nãy là đi cản này là cái đời này nè, cái này là 2000. Ừ. 2000 đi cản này, cái đuôi này. Hôm nay mình về cho nó đúng nguyên thủy luôn, cho nó liền xe chứ. Thấy cái màu này, thấy cái này nó đẹp hơn, anh thích cái thứ này nè. Đúng rồi, mọi người bỏ ra thích mà. Cái anh chủ này nè, đang đi cái ổ 99 mà anh chịu cái cản đó đó. Anh mới thay đó. Anh thích cái đầu đèn thứ này mà có dưới cái cản này nè, nó đẹp hơn. Còn như giờ em phải về hiện trạng. Nhìn thấy nó cứng cáp ha, nhìn thấy nó đẹp hơn. Nó cứng, cản nhôm mà. Còn cái cản này thì nó đẹp thiệt nhưng mà nó dòm. Cái này mình nó phải không có bự nó dòm đấy. Buộc phải đi về theo nguyện hiện trạng đó. Nhiều bà khách hàng khó tính lắm, người ta không đúng hiện trạng người ta không có chịu. Mấy ốc tán cũng theo xe. Đó. Dạ chưa. Đó, anh em cứ có nhu cầu thì mình liên hệ cái đến cái địa chỉ là 40 Ngô Sĩ Liên, Hưng Lợi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Đó, cái số điện thoại thì mình có để phần mô tả đó. Anh em là có nhu cầu thì mình cứ bấm vào tiêu đề để gặp số điện thoại mình điện ha. Đó, hoặc mình trực tiếp đến cái địa chỉ để mình xem xe cho nó kỹ ha. Ưng thì anh em cứ mua nha anh em. Xe ở đây rất là nhiều luôn. Đó, anh em đến đây tha hồ mà lựa chọn luôn nha các bạn. Cái dòng hai thì này là nó là chuyên về dòng hai thì ha. Đó, phụ tùng các loại, anh em nào muốn mua phụ tùng thì ở đây ảnh cũng có bán nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Ừ, rồi, thì video mình chỉ làm tới đây ha. Anh em nào thích cho một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Rồi, hẹn anh em trong những video tiếp theo nha.